Xin chào các bạn đang theo dõi livestream của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Hôm nay mình đang ở tầng 3, phòng chăm sóc da trên sâu của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Hôm nay mình sẽ cho các bạn cũng như là các khách hàng đang có quan tâm đến dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường rằng là sau khi thực hiện chăm sóc da xong thì sẽ có tác dụng gì và làn da của mình sẽ thay đổi như thế nào nhé. Hiện tại thì chúng ta đang có một vị khách đang thực hiện chăm sóc da chuyên sâu. Chúng ta sẽ cùng đến và lắng nghe ý kiến của chị nhé. Đây là vị khách của chúng ta đang thực hiện đến giai đoạn là hút tăng nghen ạ. Trong quá trình chăm sóc da chuyên sâu, chúng ta sẽ có rất là nhiều công đoạn, từ làm sạch mặt này, tẩy tế bào chết và hút tắc nghẽn, hút bít tắc, dầu, loại bỏ dầu thừa cho da này, loại bỏ được mụn cám và mụn đầu đen. Sau đó chúng ta sẽ đi những bước như cả massage này, đi huyết thanh, theo chúng ta thấy thì vị khách của chúng ta hoàn toàn thoải mái khi đang làm dịch vụ. Dạ em chào chị ạ, chị ơi, chị cho em hỏi một chút được không ạ? Dạ hôm nay là chị đã làm liệu trình chăm da chuyên sâu đến nay là buổi thứ mấy rồi ạ? Buổi thứ tư em ạ. Buổi thứ tư ạ, thì sau khi trải nghiệm dịch vụ xong thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Chị thấy da mình sáng hơn và mịn hơn em ạ. Sáng hơn mịn hơn. Về nhà thì chị phải chăm sóc mình nhiều không? Về nhà thì con tẩy trang và dùng sữa rửa mặt thôi. Vâng. Thì đến đây thì phòng khám sau khi chăm sóc da chuyên sâu thì mình sẽ được thực hiện thêm được dịch vụ là tẩy da chết và hút bít tắc nữa, thì da của mình sẽ sáng hơn đấy chị ạ. Như mọi người thấy, khách hàng của chúng ta là hoàn toàn thoải mái khi thực hiện dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu ạ. Được. Chị sau khi lắng nghe ý kiến của khách hàng, chúng ta thấy chị rất là hài lòng chỉ với sau 7 buổi thực hiện dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu, rằng là chị đang trải nghiệm dịch vụ về hỗ trợ làm sáng da và ngăn ngừa mụn đúng không ạ? Đúng rồi em. Trước đây tình trạng da mình có bị nhiều mụn lắm không? Nhiều lắm em ạ. Vâng, tức là chị đã điều trị mụn ở đây và bây giờ mình sử dụng phương pháp này để hỗ trợ đúng không ạ? Đúng rồi, hỗ trợ và làm sáng da và ngăn ngừa mụn. Quý khách hàng thân mến, đây chúng ta xem xét bây giờ tình trạng da của chị rất là đẹp ạ, rất là trắng sáng và tình trạng thâm mụn hầu như là không có. Quý khách hàng thân mến, mọi người đã thấy sự thay đổi đáng kể trên da của chị Trang chỉ sau với bốn buổi thực hiện dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu của phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường. Thì mọi người còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký đến số hotline phòng khám 0911 522 662 hoặc là 0228 3673717 để được tư vấn và đặt lịch, hoặc là để được làm trải nghiệm dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu của khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường để mang lại cho mình một lần da đẹp hơn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.